Ngày 6 tháng 11, ông Võ Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Đầm Rơi, Cà Mau cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp giải cứu một bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập tàn bạo. Theo thông tin ban đầu, ông Trần Văn Đắc, 53 tuổi, tạm trú tại ấp Trung Can, xã Tân Trung, cùng vợ có nhận nuôi bé TNT, 4 tuổi. Ông Đắc cùng vợ đi làm ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhiều năm nay. Ông Đắc cùng vợ và cháu T mới về lại xã Tân Trung ở khoảng 1 tháng nay. Ông Linh cho biết, nhận được tin báo của người dân về trường hợp bé gái bị bạo hành, chính quyền đã chỉ đạo các đoàn thể và phối hợp với công an đến nhà ông Đắc giải cứu cháu bé. Theo nhìn nhận ban đầu, cháu bé vẫn còn tỉnh táo, khi được hỏi thì cháu T cho rằng mình bị cha đánh. Theo một số người dân kể lại, từ rạng sáng cùng ngày, nhiều hàng xóm đã đến nhà ông Đắc để cứu cháu T nhưng mọi người không thể tiếp cận được vì ông Đắc đóng cửa. Khi chính quyền địa phương cùng công an xã đến vận động thì ông Đắc mới chịu mở cửa. Hiện tại, bé gái đã được các tổ chức đoàn thể tiếp cận chăm sóc và đưa đi cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Theo ghi nhận ban đầu, bé T bị bầm nhiều hai mắt, phần môi và mặt sưng lên nhưng vẫn còn tỉnh táo. Lãnh đạo xã Tân Trung nói, công an đang làm việc với ông Đắc. Lực lượng tình nguyện viên sẽ theo sát và hỗ trợ cháu bé nếu cần thiết.